Bài số 2 là bài xây dựng nhà ở. Và quy trình làm nhà được thực hiện như sau. Bước 1, đó là giai đoạn chuẩn bị xây dựng công trình. Nhân thứ 3 là hoàn thiện công trình nhà ở. Xây dựng cần những vật liệu nào? Đó là vật liệu làm nhà. Trong xây dựng nhà ở thì vật liệu đóng một vai trò rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. Để xây dựng một nhà ở cần sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau. Từ xa xưa thì con người đã sử dụng các vật liệu sẵn có trong thiên nhiên như đất, đá, cát, gỗ, tre để làm nhà. Và ngày nay con người đã sử dụng một số vật liệu nhân tạo để tạo nên những ngôi nhà như gạch trung, thép, kính, thạch cao. Và trong quá trình xây dựng nhà ở, những vật liệu tự nhiên này và những vật liệu nhân tạo có thể kết hợp với nhau để xây nên những ngôi nhà vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa đảm bảo tính bền vững. Một số vật liệu xây dựng. Vật liệu thứ nhất đó là gỗ. Ứng dụng của chính của gỗ là làm khung nhà, mái nhà, sàn nhà, giá đỡ, nội thất và vật liệu cách nhiệt. Vật liệu thứ hai là ngói và gạch, dùng để làm tường nhà, làm mái nhà. Như gạch dùng để làm tường và ngói thì dùng làm mái. Đá. Đá ứng dụng của đá là làm tường nhà. Đá nhỏ thì có hợp với xi măng với nước để tạo thành bê tông. Vật liệu thứ tư đó là thép, dùng làm khung nhà, cột nhà. Vật liệu thứ năm, cát, nó có hợp với xi măng nước để tạo ra vữa xây dựng. Vật liệu thứ sáu là xi măng, kết hợp với cát nước tạo nên vữa xây dựng. Chương mục kết nối nghề nghiệp. Chương mục kết nối nghề nghiệp sẽ giới thiệu chúng ta về cái kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng là một người tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại các trường đại học. Công việc chính của người kỹ sư này là thiết kế, tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát quá trình thi công các công trình xây dựng để đảm bảo đúng thiết kế. Chương mục khám phá. Hãy kể tên thêm các vật liệu xây dựng em biết dùng để xây nhà chưa được giới thiệu trong bài. Chương mục luyện tập sẽ yêu cầu các em xác định một số loại vật liệu cơ bản để sử dụng nhà trong các ngôi nhà trong hình 2.2. Những các bước xây dựng nhà. Như xây dựng nhà đó là một công trình rất phức tạp gồm nhiều công đoạn khác nhau. Các bước chính để xây nhà một ngôi nhà gồm có thiết kế, thi công thô và hoàn thiện. Chương mục khám phá, vẽ sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở. Nghiên cứu nội dung thứ một đó là thiết kế nhà ở. Thiết kế là bước chuẩn bị quan trọng trước khi nhà được thi công. Thông qua bước thiết kế, người kỹ sư giúp cho chủ nhà hình dung ra được ngôi nhà của mình sau khi xây dựng và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để ngôi nhà bền vững, vững chắc. Bên cạnh đó, thiết kế sẽ giúp cung cấp thông tin để chuẩn bị vật liệu xây dựng, kinh phí tương ứng. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn thi công. Thi công đó là tiến hành xây dựng một công trình theo thiết kế, thường gồm hai giai đoạn thi công thô và hoàn thiện. Thi công thô, đây là bước hình thành khung của một ngôi nhà. Thi công thô tốt sẽ giúp cho các bước hoàn thiện sau này được tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Các công việc chính của thi công thô gồm có làm móng nhà, làm khung tường, xây tường, cán nền, làm mái, lắp khung cửa, là hệ thống đường ống nước, đường điện, v.v. Nhà bước 1 là đào móng. 1 là đào móng. 2 là làm khung tường. Bước 3 là xây tường. Giai đoạn 3 là xây tường. Cán nền. Làm mái. Lắp khung cửa. Và lắp hệ thống điện nước, v.v. Giai đoạn 3 là giai đoạn hoàn thiện. Hoàn thiện là công đoạn góp phần tạo nên không gian sống với đầy đủ các công dụng, công năng, sử dụng và tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Các công việc chính của bước hoàn thiện gồm trát và sơn tường, lát nền, lắp đặt các thiết bị điện, thiết bị nước và thiết bị nội thất, v.v. Vậy nội thất là cái gì? Nội thất là cái đồ đạc, các loại tiện nghi
và các cách bố trí làm thành phía trên bên trong của ngôi nhà. Những các cái giai đoạn thiết hoàn thiện gồm có trát tường, sơn tường, lát nền có thể là, rồi sau đó là ốp gạch trên tường, lắp đèn điện, lắp các thiết bị nội thất, làm tiểu cảnh, nhiều vườn, sân vườn, non bộ, vân vân. Rồi cuối cùng là bước hoàn thiện ngôi nhà gồm có tường rào, cổng ngõ. Chương một, kết nối năng lực. Kết nối năng lực là đề xuất các vật liệu xây dựng để làm nhà sàn, để làm nhà sàn và giải thích các vấn đề về đề xuất của mình. Chương một, luyện tập. Quan sát hình 2.3, đây là hình 2.3. Hãy mô tả các công việc đang thực hiện trong mỗi hình và sắp xếp các thứ tự, các bước chính trong xây dựng nhà ở. Và thứ tự sắp xếp đúng sẽ là: một là thiết kế, hai là trộn vữa xây dựng, ba là xây tường, bốn là lắp điện, năm là sơn tường. Chuyên mục vận dụng. Vận dụng có hai cái nội dung. Một là tìm hiểu và cho biết ngôi nhà của em được xây dựng từ những vật liệu nào. Thứ hai là ở nơi em sống, những vật liệu chính được xây dựng nhà ở là gì, nêu tác dụng của vật liệu đó trong quá trình xây dựng nhà ở. Và sau khi xem xong video này, các em có đặt câu hỏi gì hãy bình luận ngay bên dưới video. Các em đón xem video của bài giảng tiếp theo, đó là bài số 3, ngôi nhà thông minh. Xin cảm ơn tất cả các em đã xem video. Mời các em bấm subscribe, tức là đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video đăng tải mới tiếp theo. Like tức là thích, và share tức là chia sẻ video này với tất cả mọi người. Nhờ bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn tất cả các em. Hẹn gặp lại.